Anh Huỳnh Hoàng ơi, anh có nghe em nói không? Anh nghe Tuấn có nghe nói không? Dạ nghe rõ ạ. Mọi người chắc cũng nghe, mọi người có nghe rõ anh Huỳnh Hoàng nói không? Thì chúng ta chat vào vào trong cái khung chat để anh Huỳnh Hoàng thấy nha. Với lại anh Huỳnh Hoàng được được thì chúng nếu mà được mạng cho phép thì mở camera để mọi người thấy dung nhan, thấy khuôn mặt và cũng như là cảm thấy gần gũi hơn trong cái việc tương tác và chia sẻ từ anh. Thì để anh sẽ ưu tiên anh sẽ chiếu cái slide trước và sau đó anh sẽ chiếu cái mặt của anh sau á, tại vì slide nó vẫn được. Dạ Ok, ok thì anh cảm ơn Tú đã tạo một cơ hội để mà các anh em có thể chia sẻ với là mọi người trong cộng đồng UN. Thì trước khi Quỳnh present á, thì Quỳnh cũng sẽ xin phép với các bạn là Quỳnh xin lỗi là sẽ sử dụng nhiều từ tiếng Anh, thì một là từ chuyên môn, hai là những từ do thói quen bị rèn giũa sau nhiều năm. Ok, thì hôm nay á, cái phần của Quỳnh sẽ chia sẻ là về marketing workflow và optimal operation. Cái lý do cái slide này làm bằng tiếng Anh là vì nó ngắn hơn là viết bằng tiếng Việt. Ok, thì hôm nay sẽ có 4 phần chính mà mình sẽ nói tóm gọn trong 20 phút, là nói về marketing planning workflow, nói về operation, thì mình sẽ có nhắc đến 4 phần chính. Một là về marketing structure, là về cái gọi là cơ cấu đội ngũ, chúng ta setup marketing như đội ngũ marketing như thế nào. Cái hai là tới operation workflow. Cái thứ ba là việc chúng ta áp dụng công nghệ vào cái công việc hàng ngày của đội marketing như thế nào. Và cuối cùng là nói về leadership. Thì về phần đầu tiên á, thì các bạn có thấy ở đây là một cái mô hình về marketing structure. Thì marketing structure này thực ra là nó tùy thuộc vào cái quy mô của công ty, định hướng chiến lược của công ty, sản phẩm, mà nó sẽ có những cái structure nó khác nhau. Có công ty thì không có bộ phận này, có công ty thì có bộ phận kia. Thì ở đây là một cái mô hình mình thấy là nó tương đối là nó rất là phổ biến ở những tập đoàn, mà cũng như là đây là những kinh nghiệm mà Quỳnh cũng đã từng trải qua. Ở đây các bạn sẽ thấy là một marketing là Quỳnh sẽ nắm khoảng 5 phòng ban, trong đó phòng đầu tiên là phòng về product marketing, phòng về brand, phòng về communication, phòng digital và phòng trade marketing. Thì ở dưới mỗi phòng ban như vậy sẽ có những bạn phụ trách những cái gọi là scope work khác nhau phụ thuộc vào cái phòng ban đó. Thì cái việc mà xác định được cái mô hình marketing structure này nó rất là quan trọng, để mà từ đó chúng ta, một người quản lý phòng marketing có thể là consolidate, có nghĩa là mình sẽ tổng hợp những cái thông tin chính để mà chúng ta báo cáo cho BOE hoặc là BOD về những cái hoạt động marketing nó diễn ra, và làm thế nào để mà chúng ta có thể cover được hết tất cả những cái key marketing activity. Sau khi đã xác định được cái mô hình marketing, thì đến cái phần thứ hai là cái việc mà chúng ta lên cái workflow, lên cái process cho phòng đội ngũ marketing. Làm thế nào để tất cả những phòng ban ở trong khối marketing họ làm việc với nhau một cách gọi là liên kết, họ gắn kết với nhau và tất cả đều hỗ trợ xung quanh nhau. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy mình sẽ chia ra thành 5 bước cơ bản nhất. Một là chúng ta đến giai đoạn planning. Giai đoạn planning là cái giai đoạn mà nó sẽ bắt đầu từ các bộ phận, các phòng ban nào ở trong khối marketing. Từ cái việc mà chúng ta lên một cái marketing trip, chúng sau khi mà CMO đi, sau khi mà người quản lý marketing họ lên được nguyên một cái chiến lược marketing dài hạn cho cả 1 năm, 2 năm, thì bắt đầu sau khi chúng ta sẽ có được cái marketing roadmap cho tất cả các phòng, cho tất cả các phòng ban họ đều có kế hoạch họ chuẩn bị. Từ cái việc mà giai đoạn planning và phòng product marketing họ lên một cái gọi là marketing briefing, là ví dụ như là sắp tới 2 tháng tới chúng ta sẽ có cái campaign này, promotion này, la la la, chúng ta có phải đạt được cái mục tiêu là achieve revenue hay gì đó. Thì cái phòng product marketing họ bắt đầu họ lên cái brief, và sau đó họ bắt đầu họ chuyển qua team brand để mà họ bắt đầu họ brand, họ bắt đầu họ đưa lên những cái brand idea, và sau đó họ sẽ cùng gọi là brainstorm với lại những cái phòng ban khác để mà từ đó ra được một cái gọi là cái business proposal. Business proposal này nó giống như là một cái gọi là tờ trình phê duyệt kế hoạch marketing, nếu mà viết tiếng Việt ra nó là như vậy. Thì các bạn ở đây sẽ thấy là mình áp dụng công nghệ
những cái phần mềm để hỗ trợ cho phòng marketing mà làm như thế nào để mà cái yếu tố đầu tiên á, đó là cái yếu tố alignment với lại consistent, có nghĩa là cái thông tin tất cả các phòng ban họ đều phải nắm nhau, họ phải nắm rất là rõ với nhau. Thì ở đây á, mình cũng sử dụng Office mà mình sử dụng bộ G Doc là những cái công cụ giống như là Google Doc, Google Excel, Google Slide để mà mình tất cả mọi người mình có thể soạn thảo và mọi người có thể edit ở trên đó, mà tất cả các phòng ban khác đều có thể nắm rõ là có những sự thay đổi nào ở trên cái grid cũng như là trong proposal. Ngoài ra thì mình còn cũng sử dụng công cụ cái chatbot này, nó giống như là WhatsApp for Business hay là Skype Business, nó là một công cụ về hệ thống về quản trị giao tiếp. Thì mỗi một công ty thường là họ sẽ có một cái hệ thống gọi là giao tiếp để nội bộ làm việc với nhau. Đó là về có những cái big corp họ dùng công cụ khác, ví dụ như là Microsoft Teams hay là G Suite. Thì ở bên mình là công ty Nhật thì ở bên mình sử dụng công cụ là Jasper. Thì ngoài ra lúc mà brainstorm thì bên mình sử dụng công cụ về mind map, ví dụ như là MindMaster. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn làm proposal, thì có những cái xác nhận với lại agency đi. Thì ở bên mình sẽ sử dụng email để mà có được cái email confirmation đến với agency nó như thế nào, đó là sự trao đổi về việc mà xác nhận thông tin. Những cái thông tin chính thì chúng ta sử dụng email. Ngoài ra là tới giai đoạn preparation. Giai đoạn preparation này là giai đoạn mà sau khi mà business proposal đã được duyệt thì đến cái giai đoạn gọi là preparation cho execution, nghĩa là chuẩn bị để mà triển khai. Thì các bạn sẽ thấy là từ brand cho tới conversion digital hay là trade, họ sẽ có những cái kế hoạch của riêng bộ phận của họ cho mục đích là launch cái campaign. Thì làm thế nào để mà chúng ta kiểm soát được tất cả những cái tiến độ của từng cái hạng mục? Thì ở đây á, nó có rất là nhiều cái platform về campaign management. Chúng ta có thể sử dụng Trello, ClickUp, Asana, Monday và rất nhiều cái platform khác nữa. Thì sau cái giai đoạn preparation thì chúng ta đến cái giai đoạn là launching cái campaign đó. Thì launching cái campaign đó thì lúc mà chúng ta triển khai thì ở bên mình có sử dụng một số công cụ về social listening. Mình nói ví dụ ở đây ví dụ như công cụ về social backer, và bên mình thường xuyên là trao đổi và nắm với nhau về những cái campaign nó diễn ra, có những cái vấn đề gì cần phải giải quyết một cách rất là khẩn cấp thì bên mình sử dụng những cái công cụ chat nội bộ ở bên mình. Và cuối cùng là về boss evaluation, là về việc chúng ta sẽ đánh giá cái campaign đó nó có hiệu quả hay là không về nhau về tất cả những cái chỉ số. Thì ở bên mình sử dụng HubSpot đó. Thì các bạn ở đây sẽ thấy đây là một cái bức tranh tổng thể về một cái marketing planning workflow. Thì mình sẽ nói trước là mỗi một công ty ấy, họ sẽ có những cái workflow nó khác nhau. Thì ở đây chính là một cái mô hình gọi là mẫu mà mình từng trải qua, cũng như là nó xuất hiện khá thường xuyên ở những công ty tập đoàn có quy mô lớn. Tiếp tục đến slide kế tiếp là về cái việc mà chúng ta áp Quỳnh nói riêng cũng như là một số công ty nói chung là sử dụng những cái công cụ công nghệ như thế nào về cái việc mà chúng ta triển khai marketing hoặc những hoạt động hàng ngày. Thì ở đây mình sẽ chia lên làm 4 phần chính. Một là về phần internal communication, là về việc chúng ta là các đội ngũ ở trong team sẽ giao tiếp với nhau như thế nào, cũng như là chúng ta trao đổi ở bên ngoài sử dụng chúng ta cùng công cụ gì. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều người sử dụng những công cụ về OTT giống như là Zalo, Viber này là một thứ, nhưng để mà nhiều công ty tập đoàn khác thì họ là sử dụng những cái công cụ mang tính chất là bảo mật cao hơn. Thì họ sử dụng ví dụ như là Skype for Business, WhatsApp for Business. Thì ở bên mình sử dụng Jasper. Thì Jasper nó cũng tương tự thì giống như vậy, nhưng mà nó mang cái yếu tố nó bảo mật nó rất là tốt, và cũng như là nó có cái tính năng về task management. Thì ở đây mình không có BI riêng một cái công cụ nào hết, ở đây là cái công cụ mình đang sử dụng rất là thường xuyên. Task management là cái việc mà chúng ta sẽ giao task cho các đội ngũ phòng marketing ở dưới như thế nào, và chúng ta kiểm soát họ hoàn thành cái task đó ra làm sao. Thì cái này nó dựa vào kỹ năng của từng người quản lý marketing. Cái thứ ba là về campaign management. Campaign management giống như hồi nãy mình cũng có chia sẻ
là chúng ta có rất nhiều platform để lựa chọn. Thì lựa chọn các platform nào cũng sẽ dựa vào cái việc mà chúng ta phân tích pro and con của từng các platform, cũng như là cái đặc tính của team của chúng ta phù hợp với những cái platform như thế nào. Và cuối cùng á, là report management. Thì report management thì ở đây thì thật sự thì mình sử dụng nhiều là HubSpot để mà gọi là mình có thể tracking được tất cả những cái hoạt động cả sale lẫn marketing. Thì cái cuối cùng là chúng ta biết được là cái hiệu quả của chúng ta làm ra là như thế nào. Phần kế tiếp là cái phần là leadership. Đối với mình á, tất cả những cái công cụ á, thì nó chỉ vẫn là công cụ. Công cụ nó phải đi chung với lại leadership, hay chính xác gọi là culture, về văn hóa, về thói quen, thì nó mới thực sự nó hiệu quả. Thì ở đây mình nói, mình nhắc tới ba cái yếu tố. Một là về discipline, là về kỷ luật. Nếu như team chúng ta sử dụng rất là nhiều platform mà chúng ta không xác định được cái mà chúng mà bản thân ta hay là team không có yếu tố kỷ luật á, thì tất cả sẽ không có thành công. Cái apply một working style thì thường á, ở những công ty lớn họ sẽ theo cái working style của nguyên cả tập đoàn và họ áp dụng xuống dưới. Ở bên mình cũng không ngoại lệ, thì ở bên mình cũng chia sẻ là thường đa số các công ty Nhật họ thường áp dụng cái style là horizontal. Horizontal thì nó là một cái văn hóa gọi là giao tiếp liên tục giữa cấp trên và cấp dưới để mà phát hiện ra những cái rủi ro dù nhỏ nhất có thể, để mà từ đó giảm thiểu rủi ro. Đó là cái văn hóa của working style. Và cái thứ ba là daily practice. Daily practice này nó đơn giản là thói quen. Cái việc mà chúng ta cái gì cũng vậy, chúng ta practice, chúng ta thực tập hàng ngày, chúng ta sẽ quen với nó, dù là cái platform đó nó có phức tạp đến như thế nào đi chăng nữa, nó có gây ra cái sự mà khó khăn đi chăng nữa, thì chúng ta practice hàng ngày chúng ta đều sẽ phải quen, và từ đó chúng ta sử dụng nó một cách thuần thục hơn. Thì ở đây là ba cái yếu tố chúng ta sẽ phải xác định trước khi chúng ta apply công nghệ vào bất kỳ một cái đội ngũ nào. Đó, chắc là Quỳnh chia sẻ đến đây là hết. Thì chắc là mọi người có câu hỏi, mọi người cứ để lại comment và chút nữa mình sẽ trả lời. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tú. Dạ vâng, em rất là cảm ơn anh Quỳnh Hoàng với lại cái phần chia sẻ của mình về cái góc độ là vận hành cái team và cũng như là ứng dụng một số những cái công nghệ, những cái tức là những cái công cụ nào, những cái ở góc độ, những cái giai đoạn nào thì sử dụng những công cụ nào để mà giúp cải thiện thêm những cái quy trình trong toàn bộ cái quy trình mà vận hành với team marketing như vậy.